đâu quý vị. Chúng ta ai cũng có mơ ước, nhưng mơ cũng chỉ là mơ thôi. Nếu mơ ước của chúng ta không gọn gàng, mơ ước của chúng ta không có hạn định, và mơ ước của chúng ta cũng không thể nào lớn hơn những gì mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe. Vì vậy, tôi xây dựng trong tiềm thức mình về những chuyến du hành trong mơ. Sau đây, tôi xin mời quý vị hãy cùng tôi du hành trong mơ tới Hà Lan. Hà Lan hay còn gọi là Vương quốc Hà Lan, có diện tích là 41.543 km². Hà Lan giáp với Đức ở phía đông, giáp với Bỉ ở phía nam, giáp với biển Bắc ở phía tây bắc, và có biên giới hàng hải với Bỉ, Anh và Đức. Địa điểm thứ nhất ở Hà Lan mà ta cần đến là quảng trường Madrid Veritas. Đến Madrid, thành phố chiếm phần lớn diện tích phía nam Hà Lan. Nơi đây tọa lạc thánh đường Saint Sylvester và nhà thờ Saint Jean rộng lớn. Tham quan Veritas, chúng ta có cơ hội tham gia các lễ hội lớn được tổ chức thường xuyên vào các thời điểm khác nhau trong suốt cả năm, bao gồm các lễ hội mùa thu và mùa đông. Địa điểm thứ hai ở Hà Lan mà ta cần đến là Tòa Thị Chính Dex. Tòa Thị Chính Dex là một trong những kiến trúc tiêu biểu thời phục hưng ấn tượng nhất của thành phố Dex. Đây cũng là địa điểm quyền lực nhất của thành phố khi các sự kiện chính trị của địa phương, các lễ hội lớn hay các đám cưới đều được tổ chức tại Tòa Thị Chính này. Tòa Thị Chính Dex nằm trên quảng trường Mark, ngay giữa trung tâm thành phố Dex, được xây dựng vào những năm đầu thế kỷ 17 dưới bàn tay thiết kế của kiến trúc sư Heinrich de Kaiser. Tòa nhà này có nét kiến trúc độc đáo và là niềm tự hào của người dân thành phố Dex. Địa điểm thứ ba ở Hà Lan mà ta cần đến là vườn hoa Khiêu Khanh Hót.
vườn hoa khiêu khoan hót là vườn hoa lớn nhất thế giới. Và nơi đây cũng là địa điểm mang tính biểu trưng cho ngành công nghiệp hoa của Hà Lan. Vườn hoa khiêu khoan hót có khoảng 7 triệu nhóm hoa được trồng trong công viên hàng năm. Khi đến nơi đây, chúng ta có thể chiêm ngưỡng vô vàn loài hoa đua nhau khoe sắc như hoa tulip, hoa lục bình, hoa thủy tiên và rất nhiều loài hoa khác, vân vân. Địa điểm thứ tư ở Hà Lan mà ta cần đến là Bảo tàng Rijksmuseum. Bảo tàng Rijksmuseum là bảo tàng nghệ thuật lịch sử lớn nhất và uy tín nhất ở Hà Lan. Nơi đây sở hữu một bộ sưu tập đồ sộ, các bức tranh từ thời kỳ hoàng kim của Hà Lan. Trong đó nổi bật là các tác phẩm của Vermeer và Rembrandt. Địa điểm thứ năm ở Hà Lan mà ta cần đến là Cối xe gió ở Kinderdes. Ở Hà Lan hiện nay vẫn còn hơn 1.000 cối xe gió cũ đang hoạt động. Số lượng cối xe gió lớn nhất Hà Lan có thể được chiêm ngưỡng tại gần ngôi làng Kinderdes. Do địa hình nằm dưới mực nước biển, để thoát nước thừa trên các vùng đất lấn biển, 19 cối xe gió đã được xây dựng tại đây vào khoảng năm 1740. Những cối xe gió đặc trưng này vẫn được bảo tồn nguyên vẹn cho đến ngày nay và cũng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Lan. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị luôn vui, khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị.